Từ những quả cọ, buồng cọ này thì nông dân châu Phi có thể làm ra một loại dầu ăn rất đắt đỏ. Mặc dù loại cọ này hiện nay không hiếm, thậm chí được trồng nhiều tại Đông Nam Á. Vậy thì tại sao loại dầu cọ ở châu Phi lại đắt hơn nhiều và cách họ làm ra dầu cọ như thế nào? Cùng Toàn tìm hiểu trong video này nhé. Dầu cọ nghe thì có vẻ xa lạ đối với nhiều người Việt Nam. Thế nhưng thật đáng bất ngờ, chúng lại được xếp là loại dầu thực vật được tiêu thụ nhiều nhất trên thị trường quốc tế hiện nay. Loại dầu này hiện diện gần như trong tất cả các sản phẩm, từ sô-cô-la, bánh mì, mì ăn liền cho đến dầu gội đầu. Và ước tính thì mỗi người sẽ tiêu thụ khoảng 8kg dầu cọ mỗi năm. Nhưng nếu nhìn vào thành phần của các sản phẩm thì lại không thấy ghi dầu cọ, bởi vì chúng được giấu dưới những cái tên khác nhau như dầu thực vật, glycerin, palmolein, v.v. Ngày nay, Indonesia và Malaysia chiếm 80% sản lượng dầu cọ trên toàn thế giới, nhưng mà nguồn gốc của những cây cọ này lại từ Tây Phi. Và những năm 1870 thì những cây cọ này mới du nhập vào hai quốc gia Đông Nam Á này. Trong suốt hàng trăm năm sau khi được bắt đầu trồng tại Malaysia và Indonesia thì người dân phải thụ phấn cho những cây cọ này thủ công bằng tay. Và mãi cho đến những năm 1981 thì châu Phi mới gửi sang cho họ loài bọ cánh cứng giúp thụ phấn cho cây cọ. Và kể từ đó thì nhờ có những con bọ thụ phấn thì sản lượng dầu cọ bắt đầu tăng nhanh, cùng với nhu cầu lớn từ người dùng. Đặc biệt là sau khi các nhà khoa học lại phát hiện ra những mặt tiêu cực của chất béo chuyển hóa trans fat trong các sản phẩm chế biến sẵn. Và kể từ đó thì các nhà máy chế biến đồ ăn sẵn tăng cường dùng dầu cọ để thay thế chất béo chuyển hóa trans fat. Dầu cọ không chỉ rẻ mà lại còn bảo quản được lâu. Các rừng cọ cũng lan rộng và nhanh tới mức chóng mặt. Với quy mô công nghiệp thì sản phẩm phổ biến chính là palm kernel oil, một loại dầu cọ tận dụng không bỏ sót tí dưỡng chất nào của quả cọ, trong đó dùng cả hạt cọ để sản xuất dầu. Sản lượng dầu cọ lớn nhất thế giới hiện nay thuộc về các quốc gia Đông Nam Á, nhưng mà chiếc nôi của những cây cọ, của nghề làm dầu cọ là Tây Phi thì lại sản xuất được loại dầu cọ đỏ, red palm oil, đắt hơn nhiều. Nếu dầu cọ thông thường có giá khá rẻ, ai cũng mua được, thì dầu cọ đỏ được làm tại châu Phi lại có giá đắt gấp 3-4 lần. Tại châu Phi hiện nay vẫn giữ được cách trồng và làm dầu cọ truyền thống. Khác với các quốc gia Đông Nam Á vì đồng tiền mà chặt phá rừng để trồng cọ gây ô nhiễm khí thải và ảnh hưởng đến sinh thái tự nhiên, thì những cây cọ ở châu Phi đã nhiều năm tuổi và được sống trong môi trường tự nhiên. Cứ khoảng vài tuần thì chủ vườn cọ sẽ thuê thợ treo cọ đến tỉa các bẹ lá cho cây. Các cây cọ từ 3 năm tuổi trở lên sẽ cho ra quả để làm được dầu. Những người treo cọ phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm khi treo leo trên cây cao trong quá trình thu hoạch cọ hay là tỉa lá cho cọ. Nhưng mà nỗi sợ lớn nhất khiến nhiều người đàn ông phải bỏ nghề này chính là rắn độc quá nhiều. Nhiều khi đang ở trên cây cao mà bắt gặp các bé na đen chùi chũi lao vào muốn cưỡng hôn khiến họ hoảng sợ mà rơi xuống đất. Đây chính là lý do đầu tiên khiến cho dầu cọ đỏ đắt đỏ. Cọ sau khi thu hoạch về thì người ta sẽ không vội mang đi bán cho tươi ngon mà lại để phơi khô bớt. Điều này có hai lợi ích. Một là sẽ dễ tách các quả ra khỏi buồng hơn. Hai là trong quá trình phơi cọ thì cọ đã lên men, dễ sản xuất dầu hơn. Sau khoảng 3-4 ngày thì họ mới chẻ buồng để tách lấy các quả cọ và mang đến lò sản xuất. Chúng sẽ được nhồi vào những chiếc thùng, cho thêm nước và ninh cho mềm. Sau khoảng 1 tiếng thì vớt ra và cho vào cối xay. Không phải nghiền vỡ vụn mà chỉ xay cho nát lớp vỏ bên ngoài của hạt rồi lại nén chúng vào một thùng và ép thật mạnh. Dưới sức ép lớn như là máy thủy lực thì chất lỏng từ các quả cọ bắt đầu chảy xuống bên dưới. Sau đó nông dân sẽ múc thứ chất lỏng này và mang đi đun sôi một lần nữa. Sau đó để nguội và mang đi bán được rồi. Dầu cọ đỏ chính là thứ này. Điểm khác biệt là loại dầu cọ này được chiết xuất từ dưỡng chất bên ngoài của quả cọ, chứ không hề nghiền nát hạt hay là chiết xuất từ hạt cọ. Loại dầu này được cho là an toàn hơn và ngon hơn, có vị thơm nhẹ của hoa cỏ và kết cấu của bơ, được sử dụng nhiều trong các món ăn. Mặc dù loại dầu cọ đỏ Red Palm Oil này đắt gấp 3 lần dầu cọ công nghiệp, nhưng mà người dân ở châu Phi lại chưa thể làm giàu từ nghề này vì biến đổi khí hậu. Ví dụ như trời mưa nhiều đúng vào mùa cọ chín khiến người nông dân không thể hái được cọ và cọ hỏng hết. Có thể thấy là biến đổi khí hậu đang âm thầm tác động lên cuộc sống của con người ở khắp mọi nơi, phải không nào? Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh YouTube Toàn Sâm để khám phá ẩm thực và sức mạnh của cây xanh đối với sức khỏe con người nhé. Bye bye!